Xin chào các anh chị yêu hoa lan trên toàn quốc. Hôm nay Vườn Lan Berry sẽ giới thiệu đến các anh chị một dòng lan mang tên Vũ Nữ Đỏ Lava. Sắc đỏ của loài lan này không chỉ đơn thuần là một gam màu mà còn là một thông điệp về sự lôi cuốn, sự mạnh mẽ và sự độc đáo. Điều này đã mang đến cho lan Vũ Nữ Đỏ Lava giải thưởng danh giá của Hiệp hội Trồng Lan Hoa Kỳ. Vũ Nữ Đỏ Lava có thân lá xanh mướt, bản lá dài, dễ đẻ con, siêng cho hoa. Một cánh hoa có thể chơi từ 25 đến 40 ngày. Sắc đỏ tươi tắn, rực rỡ của lan Vũ Nữ Đỏ Lava nên được anh chị trồng lan yêu thích rất nhiều. Vũ Nữ Đỏ Lava, một dòng lan độc, lạ và cực kỳ khan hiếm trên thị trường ngay các chị ạ. Ngày hôm nay thì nhà vườn của chúng em có những cái chậu Vũ Nữ Đỏ Lava. Một chậu của mình có nhiều thân, cây cứng, cáp, khỏe mạnh, sẽ nhiều bám chắc chắn là giá thể của cây các chị ơi. Và hơn nữa đặc biệt là cây của em đang có ngồng, đang có nụ như này các anh chị nhé. Dòng này của mình có hoa quanh năm ngày tháng luôn ạ. Và một gốc Vũ Nữ Đỏ Lava cây khỏe đẹp đang có ngồng nụ như này với giá chỉ từ vài chục nghìn thôi. Các anh chị muốn sưu tầm dòng lan này thì có thể là inbox hoặc comment cho nhà vườn của chúng em nhé để được sở hữu một dòng lan Vũ Nữ Đỏ Lava đặc biệt này ạ.